cao su xui xẻo. Minh Quân! Dạ? Ai cho em ăn kẹo? Mẹ bảo cấm chị em mình không ra đồ ăn vặt mà. Ừ nhờ, nhưng mà em mua mất rồi. Không sao, trước khi về nhà cái gì chắc anh nói kẹo này em cũng để mai để mang về nhà ăn đấy. Mấy bạn bạn em xin ấy, em cũng không chơi đâu kìa. Được rồi, thế mày nghĩ là mẹ cho mày mang kẹo về nhà ăn chắc? Ôi giời ơi, em đã có cách mang kẹo vào nhà mẹ không biết rồi, chị không phải lo. Cái gì? Hai đứa. Ô, mẹ đi nào về, không vào trong nhà đừng nói chuyện gì đây. Dạ vâng ạ. Hả? Mẹ ăn quà chứ gì? Thế hôm nay có ăn quà không? Đâu, con làm gì có đâu. Bị gì thế? Mẹ ơi, con cũng không có đâu mẹ ạ. Hai đứa này ngoan quá nhờ. Mẹ ơi. Rồi ôi sao? Sao mà gọi ngọt thế? Con cũng nhớ mẹ, cũng ở đó mẹ một cái. Đây, Oli. Mẹ ơi. Ê, làm gì á? Cái gì vậy bà nội? Thật. Cô ơi, nồi nem cháo xuống đây rồi còn đâu? Có trong mồm đâu mà cô. Này Minh Quân, từ lần sau không được nói vớ vẩn nữa đâu nhá. Thôi vào cái cặp sách đi để có ăn cơm. Em làm sao mà nhanh tay được bằng chị? Chị đéo, giả đéo đây cho em. Được rồi, giả đi giả. Ảo thật đấy. Minh Quân ơi, không được. Vứt mình xuống đất, mày còn dẫm mình à? Thế thì mình sẽ bám chặt cái chân này. Nguy hiểm nhỉ? Mình sẽ cố gắng bịt mũi lại. Cái gì vậy anh ơi? Sao thế chị? Chị cũng không biết đâu. Tự nhiên cái chân của chị nó bị dính tên ở dưới đường, mãi không ra. Chị rất mạnh sao? Rất mạnh à? Còn trêu ngươi chị à? Rồi rồi, mày xong rồi. Mày ném chuẩn thế nhờ. Cứ đứng ở đây mà gỡ cho em trai. Chị mà ăn cơm trước đôi. Ai ơi. Cái kiểu này nó bám dai từ đây. Nhưng không sao. Rồi rồi, mày xong rồi. Cô này, đừng có cắt. Cắt xong là tóc cũng xấu lắm đây. Không được, nếu cắt như này hỏng tóc mình mất. Không có cách gì đâu. Tớ sẽ ở bên tóc cậu suốt đời. Ai hốt mà. Dạ quá. Cái kẹo này mày thích ương với anh à? Xử lý cái kẹo xong rồi. Giờ mình sẽ bảo xử lý chị Zuby. Rồi rồi, mày xong rồi. Ôi ôi, mày đi bảo chị tôi thú dư đi đâu. Mấy con dưới kia, tránh ra. Kẹo nổ siêu quậy. Thank you.
Ai hốt thì mà. Ngồi học buồn quá, mình lấy chiếc nổ ra ăn cho nó vui mồm. Nhưng mà mình chỉ ăn một mình thôi, không cho ai đâu. Mời đẹp, mời đẹp. Ôi ôi phê thế nhỉ, ăn tiếp gói nữa. Cái gì vậy bà nội? Ai hốt thì mà. Cái gì đây? Biết rồi đấy con tí. Thấy đồ ăn gầy, cả nhau nhau nhiều ra. Cái gì vậy bà nội? Ủa? Ủa? Ừ, đây, cho cái mày này. Ăn hết thì còn chơi, đừng kiếm tiền. Kìa, kìa, kìa. Mình muốn ăn, đi không mua nha. Pizza đen đuổi. Ngon quá. Nhưng mà tưới lên cá mà luôn. Cái gì vậy bà nội? Pizza. Ừ? Chào anh vô. Không chào. À, Hương à. Đây. Em mới là Tương cả nè. Ôi chết chết, lấy nhầm Tương ơn rồi. Sao, uống sữa đi rồi. Đi, à, mở to đi. Mở to. Hả? Rồi rồi, mày xong rồi. Cái gì vậy bà nội? Mày không biết cười nhau. Mày quá, hộp sữa cứu mình. Thôi không ăn nữa đâu. Ô này, sao lại đưa nó một mình thế? Này, ở đây mà. Gói bim bim xui xẻo. Ai hốt thì mà. Đại ca xóm lại đứng đấy chấn bim bim của mình. Không sao, điều khác. Mình không thể nào mà để mất gói bim bim này được. Đại ca cứ ngồi lấy lại mình nha. Ủa rồi. Xin chào em và anh đứng đây từ chiều. Ai hốt thì mà. Không sao. Bây giờ mình nhắm mắt lại. Mình không nhìn thấy đại ca. Thì đại ca cũng không nhìn thấy mình đâu. Thì đại ca cũng không nhìn thấy mình đâu. Ủa
Ai hốt thì mà. Đại ca ơi, em không nhìn thấy đại ca. Đại ca không được nhìn thấy em nhá. Ồ, anh không nhìn thấy gì đâu. Về đi. Ồ, trả thế. Em đến đây mà lấy. Hả? Mà qua máy mà nhảy lên lần nữa đâm 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 một trận đây. Nhưng mà bibi của em đi về anh ơi. Không, bibi của em hay không đi về đâu. Không đi về thì đứng đây nhìn anh cho mà chết xém nhá. Ê, quan sao đại ca là đại ca mà phải có người hầu chứ. Để em hầu cho. Cái thằng này biết đéo đấy nhở. Này bốc đi cho anh. Vâng ạ. À. No. Cái gì đấy Minh Khoa? Em chả biết gì hết. Ôi ôi cái tâm này. A few moments later. Khổ lắm, đè khổ lắm, chứ có tưởng gì đâu. Viên kẹo xui xẻo. Đánh người kẹo nhanh đi nhở. Chơi xin cái. Được rồi, đợi chị một lát. Gì vậy? Ê các bạn ơi, tớ chọn rồi. Yeah. Ai hốt thì mà. Ê, đám gì á? Mani. Ôi trời. Chị là tớ ra đi rồi ta. Tớ là lớp 3 thôi. Chị làm cái chơi gì vậy? Này, muốn ăn màu nào? Lấy mà ăn đi. Này, ăn đi. Ghê quá, em không ăn đâu. Tớ đánh nhai của chị rồi. Không ăn đi thôi. Là em bảo không ăn đi nha. Chị em một mình đây. Tôi nhờ. Lấy mà đi ăn. Tớ đã được chọn chưa rồi. Bye bye nha. Tớ còn thế nhở. Nhìn chị ăn đi này. Đẹp quá. Bây giờ kiếm cái ghế để đọc sách đã. Sao chứ gì? Ô nghiện à? Nghiện. Nào, cúi người xuống. Ôi, nào để yên. Ai hốt thì mà. Nào. Mất cơ kỹ giả. Cái gì vậy bà nội? Úi dồi. Từ nãy giờ anh rồi, khó chịu lắm rồi. Tôi nhờ. Nào. Sao rồi, ổn chưa chị? Ra rồi. Mày có, cảm ơn em trai nhá. Đây là sao, chị cứ ăn nhiều à, xong cho nhẹ nhá. Chị biết rồi là sao chị ăn từ. Chị cũng không ăn kẹo đấy đâu. Bỏ vào thùng rác luôn, đi mua kẹo khác. Ừ, cho em bạn đấy nha. Có, đi. Ôi, này, cho tôi vào chúng ta với bạn tôi mời. Anh cứ cười ở đây một mình như này.